Cuộc hôn nhân không trọn vẹn và bệnh tật đeo bám của ca sĩ Như Quỳnh. Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có 3 người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi mới sinh ra, chị rất khó nuôi. Năm 1 tuổi chị suýt chết vì bị sốt xuất huyết. Dường như kiếp nạn đầu đời này đã báo trước cuộc đời nhiều sóng gió, thăng trầm của cô gái xinh đẹp và tài hoa. Tuổi thơ của Như Quỳnh thiếu vắng bóng dáng người cha. Gia đình chị túng quẫn đến mức phải lột cả lớp gạch bông ra để bán từ từ, rồi những vật dụng trong gia đình cũng lần lượt đi theo luôn. Cả gia đình túng quẫn đến mức nhiều lúc mẹ chị có ý định mua thuốc chuột đổ vào trong nồi cháo cho bố mẹ con ăn để chết đi cho rồi. Bởi vậy, ký ức tuổi thơ của Như Quỳnh là nỗi buồn canh cánh và thiếu thốn những niềm vui. Cũng giống như mẹ, Như Quỳnh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn. Khi làm việc tại một trung tâm thiếu nhi, Như Quỳnh đã học lỏm một chút từ các giáo viên dạy thanh nhạc tại đây. Không được học hành bài bản, nhưng với giọng hát đẹp trời phú và năng khiếu âm nhạc, chị đã chiến thắng giải đặc biệt với điểm số tuyệt đối tại cuộc thi tiếng hát truyền hình mà điều đến bây giờ vẫn chưa ai làm được. Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Như Quỳnh có lẽ là chị sang Mỹ. Với giọng hát ngọt ngào, Như Quỳnh là giọng ca hải ngoại được yêu thích và săn đón. Thành công vang dội trong âm nhạc, nhưng tình yêu lại tỷ lệ nghịch. Bao người yêu mến nhưng thanh xuân của Như Quỳnh trôi lặng lẽ. Chị vẫn đi về lẻ bóng khi bạn bè trang lứa đã im bề gia thất. Nhiều người thắc mắc sao chị xinh đẹp thế, hát hay thế mà vẫn một mình. Phải chăng vì chị quá kén chọn? Và cuối cùng duyên nợ thực sự đến khi chị đã có tuổi. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi Như Quỳnh một ngày thông báo rằng mình đã mang thai và cha của đứa bé là một kỹ sư không lưu làm việc tại Mỹ. Tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Nói thật, tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi một tài sản vô giá này. Trong cuộc đời có lẽ không có niềm vui này lần thứ hai, nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại tôi có động lực là con gái. Con chính là món quà cuộc sống ban tặng, Như Quỳnh nói. Chia tay chồng, Như Quỳnh chia sẻ họ vẫn coi nhau là bạn sống văn minh. Anh ấy rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài, Như Quỳnh chia sẻ. Như Quỳnh từng chia sẻ với báo giới về chứng bệnh mất ngủ kéo dài suốt 20 năm của mình. Nhiều khi đến địa điểm diễn, tôi chỉ có 2 tiếng nghỉ ngơi, nhưng trước khi lên sân khấu, tôi vẫn phải cố gắng chợp mắt để có sức đảm bảo không bị khan tiếng, nữ ca sĩ nói. Nghệ sĩ Trấn Thành cũng từng chia sẻ, có một số lần Như Quỳnh hát live gặp vấn đề là do dạo này, nữ ca sĩ bị chứng mất ngủ, uống thuốc ngủ quá nhiều, nên thanh quản không tốt. Mỗi lần bị stress tụt canxi là Như Quỳnh lại giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều nữa, nên tội nghiệp chị lắm. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ hát xuất sắc, tôi đã qua gặp chị ở Mỹ rồi. Em trai Như Quỳnh kể, cách đây khoảng 8-9 năm, chị Như Quỳnh bị kiệt sức vì quá chú tâm vào công việc. Có mấy lần ra sân bay để lưu diễn, chị bị ngất rồi chuyển vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị động kinh. Thật ra bệnh này chị tôi mắc từ nhỏ, nhưng vì cuộc sống quá căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Ở tuổi 50, danh ca Như Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà của mình dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Giọng hát tất nhiên không được như xưa nữa, nhưng chị bảo, trời sinh ra để tôi làm một công việc duy nhất là ca hát, dù bệnh tật thế nhưng phải đi. Như con tầm nhà tơ, yêu nghề và muốn cống hiến, nhưng ẩn sâu trong trái tim người đàn bà vẫn cần một bờ vai để tựa. Như Quỳnh bảo, chị không khước từ nếu tình yêu, ở tuổi nào cũng để yêu, để thấy mình còn hấp dẫn hơn. Ở tuổi này của tôi tại Việt Nam, được cho là chững chạc lắm rồi, nhưng tại Mỹ tuổi nào cũng có thể có bạn. Bạn ở đây là người có thể hàn huyên tâm sự về con cái, cuộc sống. Nếu duyên tới tôi vẫn sẵn sàng đón nhận, nữ danh ca Như Quỳnh bộc bạch. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.